Triệu Lệ Dĩnh hết làm lao công lại ra ruộng trồng rau nhưng viên rùa cực đỉnh. Sau thành công với Hữu Phỉ vào đầu năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ rẽ sang con đường hiện đại với hàng loạt dự án đáng mong chờ. Trước Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Ai Là Hung Thủ, Triệu Lệ Dĩnh làm nóng với dự án phim ngắn Đồng Ruộng Hy Vọng nằm trong chuỗi phim Fails Makes Great. Đây là bộ phim lịch sử quy tụ những diễn viên đang hot của làng giải trí như Phùng Thiệu Phong, Vương Khải, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Đặng Luân, Trương Tử Di. Dự án gồm 40 tập được chia thành 10 phần khác nhau. Không chỉ khoe nhan sắc giản dị, thôn quê hiếm thấy, Triệu Lệ Dĩnh còn thể hiện một nhân vật có thật ngoài đời, hình tượng mà nữ tiểu hoa chưa từng thể hiện trong suốt sự nghiệp. Trong Đồng Ruộng Hy Vọng, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lôi Kim Ngọc, một cô gái trẻ mang trái tim yêu nước mãnh liệt. Với hy vọng thay đổi cái nghèo của quê mình, cô quyết định rời đi và gia nhập tuyến đầu, trở thành cá nhân phấn đấu vì sự đổi mới. Nhân vật Lôi Kim Ngọc có thật ngoài đời cũng thuộc lứa 1985 giống với Triệu Lệ Dĩnh, đó là điểm chung dễ thấy nhất giữa hai cô gái nhiệt huyết, giúp Triệu Lệ Dĩnh dễ dàng thể hiện tính cách và thái độ của nhân vật hơn. Lôi Kim Ngọc ngoài đời không sở hữu nhan sắc khuynh nước khuynh thành, đậm chất nghệ sĩ như Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, so với Triệu Lệ Dĩnh thì Lôi Kim Ngọc có nhan sắc đúng chất cây nhà lá vườn hơn. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên phim trường, thân thiết hỗ trợ Triệu Lệ Dĩnh thực hiện các cảnh quay. Khung cảnh hai con người đứng chung một khung hình, không khí xung quanh vui vẻ năng nổ khiến ai nấy yêu thương. Riêng về Triệu Lệ Dĩnh, cô nàng đang rất được khen ngợi với sự đổi mới lần này. Không còn là mỹ nhân cổ trang, Triệu Lệ Dĩnh bước vào câu chuyện người thật việc thật, thể hiện rõ nét tinh thần và ý chí của một cô gái trẻ trước mong muốn thay đổi số phận của những người dân xung quanh mình. Hình ảnh cô thôn nữ Triệu Lệ Dĩnh cũng được khán giả khen ngợi hết lời trên mạng xã hội. Được biết trong bộ phim này, hầu hết các ngôi sao đều không trang điểm. Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngoại lệ khi để mặt mộc, hóa thân thành cô thôn nữ Lôi Kim Ngọc. Dù vậy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn cho thấy nhan sắc rạng rỡ và xinh đẹp của mình. Sau khi phần phim lên sóng, cụm từ tìm kiếm Triệu Lệ Dĩnh vai Lôi Kim Ngọc đã ngay lập tức lao lên số 1 Hot Search xứ Trung. Từ đôi môi trái tim, ánh mắt nhẹ nhàng cùng sống mũi cao thẳng, tất cả đã mang đến một visual lạ mắt. Triệu Lệ Dĩnh phải chăng là minh chứng của câu nói, son phấn không thể nói lên được vẻ đẹp của người con gái. Ly hôn đến nay cũng đã được một tháng, Triệu Lệ Dĩnh dường như dốc toàn tâm toàn lực cho công việc. Cô dường như vất lờ đi các đồng nghiệp khác giới lẫn các đại thiếu gia. Cô lên phim với bộ dạng lem luốc, quần áo quê mùa, đứng lẫn trong đám đông hoàn toàn không nhận ra đây là một ngôi sao nổi tiếng. Fan của nữ diễn viên bình luận vui rằng các sao nữ khác được trở thành tổng giám đốc, chủ tịch, luật sư trên màn ảnh, còn Triệu Lệ Dĩnh hết đi quét rác lại phải cuốc đất trồng rau. Hai trong số phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có đề tài xã hội, cô cũng hóa thân thành một thôn nữ vất vả làm lũ. Đó là phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, nội dung được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Thu Cúc Truyền Kỳ, xoay quanh cô thôn nữ tên Hà Hạnh Phúc do Triệu Lệ Dĩnh đóng. Hạnh Phúc được gả đến Vạn Gia Trang nhưng không được lòng mẹ chồng, mâu thuẫn với mọi người trong gia đình chồng. Cô gặp nguy hiểm khi sinh con, lục đục với chồng, phải tự mình tìm kế sinh nhai. Hạnh Phúc lên huyện làm lao công trong một khách sạn, rồi tự học kiến thức và làm nên sự nghiệp của riêng mình. Với câu chuyện như vậy, quá trình quay Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh cũng vô cùng vất vả. Nữ diễn viên 8X phải hóa thân vào nhiều vai trò khác nhau, từ cô thôn nữ ở quê nghèo đến nhân viên dọn vệ sinh tại khách sạn, không còn hình ảnh sang chảnh thường thấy trong các sự kiện thảm đỏ. Vào phim, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh khắc khổ, đáng thương. Bù lại, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sẽ là bộ phim đánh dấu sự trưởng thành của Triệu Lệ Dĩnh với một nhân vật khác biệt so với những phim ngôn tình thần tượng trước đây. Vai diễn của cô đòi hỏi chiều sâu diễn xuất với một sự cống hiến nghiêm túc. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia cũng sẽ giúp tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh được phủ sóng tới mọi đối tượng khán giả, không chỉ có giới trẻ.